Xin chào toàn thể các bác nhá. Tiếp tục lại là lab Ruben đã lên đường. Chiếc còn lại cuối cùng trong cái lô mà chưa dùng lên đường để gửi cho anh Thi. Anh là người sở hữu 3 chiếc như vậy luôn. Trong tình trạng là chưa dùng mà chưa có một hạt bụi nào. Đó, anh nhìn là anh thấy rất là kết và mặc dù anh cũng chưa dùng đến hết, nhưng mà anh bảo chia sẻ với em Nam là không ít khi có thể gặp được những cái lô hàng như thế này. Đấy, nên là ủng hộ cho em Nam hết 3 sản phẩm luôn. Và ngày hôm nay thì em Nam đóng nốt chiếc còn lại để gửi cho anh. Và tiện đây thì cũng test luôn nhá. Đấy, em sẽ quay số seri để cho anh xem luôn. Rồi, đó, đây là số seri anh nhá. Tất cả là em vừa bóc guarantee phía trước ra đây này. Lại là chưa dùng một tí nào, phải bóc ra để test. Rồi bây giờ thì cũng như mọi ngày sẽ đánh trực tiếp và test trên cặp loa SX738USA này. Đấy, đánh trực tiếp có nhá. Không qua thiết bị xử lý và cũng không dùng súp xiếc gì cả. Bản chất thì 738 là đã sử dụng 2 súp rồi. Thì ngày hôm nay thì em Nam sẽ test một ca khúc nhạc nhạc vàng đi, để các bác cùng thưởng thức trên con lab Ruben này. Và sắp tới em Nam sẽ về khoảng độ chục em lab Ruben FB 10 cả 10.000 quy này, cả 6.400 này. Đấy, 6.400 thì có giá vô cùng yêu thương, chỉ có hơn 20 triệu một tí thôi là các bác đã sở hữu được những cái con lab Ruben FB 6.400 như thế này. Đấy, xuất sắc luôn đó nhá. Các bác chờ đón những siêu phẩm về dòng lab Ruben, dòng FB series về thì em Nam sẽ lên sóng để giới thiệu cho toàn thể các bác. Và bây giờ em Nam sẽ test một ca khúc ca sĩ Hoàng Oanh thể hiện trên loa 738 các nhá. Chàng từ đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mặt đỏ vì
khiến một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp muôn mực xanh, băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mực to, người yêu anh bé nhỏ, sẽ thương anh trọn đời. Người do ca sĩ Hoàng Oanh cũng như là ca sĩ Duy Khánh thể hiện đó nhá. Và bây giờ em Nam xin phép được kết thúc video ở đây để đóng gói còn 5 nút bần này để vào gửi cho anh Thi trong buổi chiều ngày hôm nay để anh có thể nhận được sản phẩm sớm nhất coi nhá. Và các bác quan tâm tới những sản phẩm mà loa JBL SRX738 hàng USA siêu đẹp không có một vết chày dù là nhỏ nhất. Đang có một cái giá vô cùng yêu thương đặc biệt và đây là một trong những cặp loa rất là hiếm.
cho bác săn đón rất là nhiều, chứ không phải là lúc nào chúng ta muốn mua là có nhá. Giá đang rất tốt cho các bác, lại là USA nữa. Và một lần nữa là các bác đừng quên ủng hộ em Nam bằng những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh thì em Nam tiếp tục mà mang những sản phẩm với giá thành hợp lý nhất về phục vụ cho toàn thể các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau ạ.